áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Vietsách. Các con thân mến, trong tiết tập đọc ngày hôm nay, các con sẽ cùng với cô tìm hiểu bài thơ có tên gọi Mẹ ốm của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đây là một bài thơ thể hiện tình cảm của làng xóm đối với một người bị ốm, nhưng đậm đà, sâu nặng hơn vẫn là tình cảm của người con đối với mẹ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài thơ này nhé! Tiết học của chúng mình ngày hôm nay sẽ có 3 hoạt động chính. Hoạt động 1, luyện đọc đúng. Hoạt động 2, tìm hiểu bài. Hoạt động 3, luyện học hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từng hoạt động nhé! Hoạt động số 1, luyện đọc đúng. Bây giờ cô sẽ đọc cho các con lắng nghe một lần bài tập đọc Mẹ ốm. Mời các con lắng nghe cô đọc. Mọi hôm mẹ thích vui chơi, hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu. Lá trầu khô giữa cơi trầu, chuyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lòng cả ngày, ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa. Nắng mưa từ những ngày xưa, lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan. Khắp người đau buốt nóng gian, mẹ ơi cô bác xóm làng đến thăm. Người cho trứng, người cho cam, và anh y sĩ đã mang thuốc vào. Sáng nay trời để mưa rào, nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Mẹ vui con có quản gì, ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca. Rồi con diễn kịch giữa nhà, một mình con sắm cả ba vai trèo. Vì con mẹ khổ đủ điều, quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. Con mong mẹ khỏe dần dần, ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. Rồi ra đọc sách cấy cày, mẹ là đất nước, tháng ngày của con. Vừa rồi, các con đã được lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Mẹ ốm. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó có trong bài để giúp các con có thể đọc chính xác, lưu loát và trôi chảy bài tập đọc này nhé. Từ đầu tiên, chẳng. Từ số 2, cơi trầu. Từ số 3, chuyện kiều. Ruộng vườn. Cuốc cày. Đau buốt. Tiếp theo chúng ta có các từ lần giường, diễn kịch, quanh, dần dần, cấy cày. Bây giờ chúng mình cùng nhau đọc lại một lần nữa những từ này nhé. Từ đầu tiên, chẳng, cơi trầu, chuyện kiều, ruộng vườn, cuốc cày, đau buốt, lần giường, diễn kịch, quanh, dần dần, cấy cày. Các con thấy rằng bài tập đọc này là một bài thơ, chính vì vậy việc ngắt nghỉ nhịp thơ như thế nào vô cùng quan trọng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách ngắt nghỉ hơi của một số câu thơ nhé. Cô mời các con quan sát lên màn hình, cô có các câu thơ sau. Bây giờ mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Lá trầu khô giữa cơi trầu, chuyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lòng cả ngày, ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa. Sáng nay trời để mưa rào, nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương. Bây giờ cô dành thời gian để các con luyện đọc cho cô những câu thơ này nhé. Nhớ là ngắt nghỉ hơi ở các vị trí cô đã đánh dấu. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với phần giải nghĩa từ. Từ đầu tiên, cơi trầu là đồ dùng để đựng trầu cau, đáy nông thường bằng gỗ. Trên màn hình các con, đây chính là hình ảnh của chiếc cơi trầu. Tiếp theo, y sĩ là người thầy thuốc có trình độ trung cấp.
Như vậy, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong phần 1 luyện đọc đúng. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với phần số 2 tìm hiểu bài để hiểu sâu sắc hơn nội dung của bài thực tập mẹ ốm nhé. Câu hỏi đầu tiên, em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì? Lá trầu khô giữa cơi trầu, chuyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lòng cả ngày, ruộng vườn vắng mẹ, quốc cày sớm trưa. Các con thân mến, những câu thơ mà các con vừa lắng nghe cô đọc đều cho chúng ta biết một điều, đó là mẹ của bạn nhỏ trong bài thơ này bị ốm. Lá trầu nằm khô giữa cơi trầu bởi vì mẹ không ăn được. Chuyện kiều gấp lại vì mẹ không đọc được. Ruộng vườn sớm trưa vắng bóng mẹ vì mẹ ốm, không làm lụng được. Đó là nội dung của những câu thơ này. Tiếp theo, ta đến với câu hỏi số 2. Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào? Vậy bây giờ cô mời các con lấy bút chì tìm cho cô những câu thơ thể hiện sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ nhé. Bây giờ cô sẽ đưa ra kết quả. Chúng mình cùng nhau kiểm tra xem kết quả mà cô đưa ra có giống với kết quả của các con không nhé. Đó là các câu thơ: cô bác xóm làng đến thăm, người cho trứng, người cho cam, anh y sĩ đã mang thuốc vào. Những câu thơ này thể hiện sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ. Tiếp theo, câu 3. Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ? Các con thân mến, những chi tiết trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ. Bạn nhỏ, đầu tiên các con có thể thấy rằng bạn nhỏ là người vô cùng thương xót mẹ khi mẹ ốm. Nó thể hiện thông qua những câu thơ: nắng mưa từ những ngày xưa, lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Vì con mẹ khổ đủ điều, quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. Sự yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ dành cho mẹ còn được thể hiện ở việc bạn nhỏ mong mẹ chóng khỏe. Chúng ta có thể thấy ở câu thơ: con mong mẹ khỏe dần dần. Không chỉ thế, bạn nhỏ còn không quản ngại làm mọi việc để mẹ vui. Mẹ vui con có quản gì, ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca. Và không chỉ thế, bạn nhỏ thấy mẹ mình là người có ý nghĩa to lớn với mình. Mẹ là đất nước, tháng ngày của con. Tất cả những chi tiết này cho chúng ta thấy được tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ dành cho mẹ của mình. Thông qua ba câu hỏi này, chúng mình cũng có thể rút ra được nội dung của bài tập đọc này. Đó chính là sự hiếu thảo, lòng biết ơn và tình cảm yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với người mẹ bị ốm của mình. Đây là nội dung chính của bài tập đọc Mẹ ốm. Các con hãy lưu ý và ghi nhớ cho cô nhé. Còn bây giờ, chúng ta đến với hoạt động số 3, hoạt động luyện đọc hay. Để các con có thể đọc hay được bài tập đọc này, chúng mình phải nhớ rằng bài tập đọc phải đọc diễn cảm và đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Và các con lưu ý chúng mình nên chuyển giọng linh hoạt. Từ trầm buồn khi các con đọc khổ thơ thứ nhất, thứ hai, đến lo lắng ở khổ 3 khi mẹ sốt cao và xóm làng tới thăm, và vui hơn khi mẹ đã khỏe lại, em diễn trò cho mẹ xem ở khổ thơ thứ 4, thứ 5 và thiết tha ở khổ 6, 7, thể hiện lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với mẹ. Ở đây trong bài tập học này, cô lựa chọn hai khổ thơ sau để chúng mình luyện đọc hay. Các con lưu ý ngắt nghỉ hơi ở vị trí có dấu câu và vị trí cô đã đánh dấu gạch chéo. Ngoài ra thì nhấn giọng ở các từ ngữ cô đã để màu đỏ ở đây nhé. Bây giờ mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Sáng nay trời đổ mưa rào, nắng trong trái chín, ngọt ngào bay hương. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Mẹ vui con có quản gì, ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca. Rồi con diễn kịch giữa nhà, một mình con sắm cả ba vai chèo. Hoạt động vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.